Hướng dẫn cách làm một bức tranh hoa bằng giấy như thế này của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm với mình nhé. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau này. Về dụng cụ thì ở đây mình có một cái keo nến. Mình sử dụng keo nến để dán nhé. Một cái kéo này. Một cái bút chì này. Một chiếc compa, một cái thước kẻ và những cái cây bút màu nước như thế này. Về nguyên liệu thì ở đây mình có chuẩn bị những cái tờ giấy màu. Ở đây mình có màu cam, màu hồng và màu trắng đó. Và mình sử dụng ở đây là cái tờ giấy bìa cứng nhé, tờ giấy loại bìa cứng. Nó rất là dễ làm. Rồi với cái tờ giấy màu trắng này, bây giờ các bạn sẽ cắt ra cho mình. Cái phần này mình sẽ để làm khung tranh nha. Phần này của mình sẽ để làm khung tranh. Tiếp theo thì mình sẽ đi làm hoa bằng cái tờ giấy màu hồng này. Bây giờ mình sẽ vẽ ra đây là ba hình tròn nhé. Một hình tròn mình sẽ để bán kính là 4 cm. Và một hình tròn ở đây mình sẽ để bán kính là 3 cm nha. À đó, hai hình nhé, mình sẽ vẽ ra đây là hai hình. Hai hình có bán kính là 2,5 cm và 3 cm. Thì sẽ làm ra là một bông hoa to và hai bông hoa nhỏ. Rồi mình sẽ cắt ba hình này ra nha. Ba hình tròn này ra. Một hình này. Mình sẽ cắt nốt hai hình còn lại nha. Hai hình này. Vậy mình sẽ làm ra ba bông hoa, một bông to và hai bông hoa nhỏ. Các bạn nếu mà muốn làm nhiều hoa thì có thể vẽ thêm nhiều hình tròn nữa nha. Nhưng mình ở đây thì mình sẽ vẽ ra đây là ba cái thôi. Còn lại thì để mình sẽ trang trí bằng những cái hình khác. Sau khi mà mình đã vẽ xong được cắt xong được ba hình rồi, bây giờ mình sẽ dùng đến cái bút chì này. Mình sẽ vẽ bông hoa nhé. Mình sẽ từ cái tâm điểm của cái hình tròn này, mình sẽ kéo ra những cái cánh hoa để cho những cái cánh hoa nó được bằng nhau ấy, thì mọi người sẽ vẽ nó đối xứng với nhau nha. Đó, các bạn sẽ vẽ đối xứng nhau thì cái phần cánh hoa của mình nó sẽ được đều hơn.
Ở đây mình vẽ ra là 8 cánh hoa nhé. Một bông hoa của mình sẽ có 8 cánh. Mình sẽ vẽ tương tự với hai cái còn lại nhé. Sau khi mà mình đã vẽ xong thì chúng ta sẽ dùng kéo để cắt những cái cánh hoa mà mình vừa vẽ ra. Đây, cái thứ ba nha, mình sẽ vẽ nốt cái này sau đó mình sẽ cắt. Giờ mình sẽ cắt ra nha. Sẽ cắt theo cái đường mà mình vừa vẽ. Mình sẽ cắt hai cái bông nhỏ trước này.